Ở cái mẫu túi này, các bạn sẽ móc cái phần cái thân dưới, cái thân trên, sau đó là cái dây rút miệng túi, và cuối cùng là cái sợi dây đeo chéo để có được một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Trước tiên, chúng ta tạo cho mình một cái vòng chỉ ma thuật. Sau đó, các bạn móc hai bính. Chúng ta móc 15 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Mỗi thứ năm. Thứ sáu. Mỗi thứ bảy. Thứ tám. Thứ 9. Mỗi kép thứ 10. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Sau cùng, mỗi móc kép thứ 15. Các bạn móc một mũi dời vô cái chỗ cái mũi móc xích thứ hai. Chúng ta đã vừa có được cái hàng móc đầu tiên. Hàng móc thứ hai, trước tiên các bạn cũng móc lên hai bính. Sau đó chúng ta móc cho mình hai kép cùng chân 15 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Chúng ta móc tất cả là 15 lần. Sau khi đã móc xong hai kép cùng chân 15 lần rồi, chúng ta móc một mũi dời vào cái chân móc thứ hai để kết thúc cái hàng móc thứ hai này. Hàng móc thứ ba trước hết cũng là hai bính, sau đó là một kép vào cái chân kế bên. Tiếp tục cũng là hai kép cùng chân. Lần thứ hai, một kép vô cái chân móc đầu tiên. Chân móc tiếp theo là hai kép cùng chân. Các bạn móc tiếp. Lần thứ ba, một kép. Tiếp theo là hai kép cùng chân. Ở đây chúng ta cũng sẽ móc tất cả là 15 lần.
cho hết cái hàng thứ ba. Và để kết thúc hàng móc thứ ba, chúng ta cũng móc một mũi dời vô chỗ mũi móc xích thứ hai. Tiếp tục hàng móc thứ tư, hai bính, hai kép vào hai chân kế bên, mỗi thứ nhất, mỗi kép thứ hai. Sau đó là hai kép cùng chân. Các bạn lặp lại lần thứ hai, cũng là hai kép vào hai chân. Sau đó là hai kép cùng chân. Lần thứ ba, hai kép vào hai chân. Tiếp tục là hai kép cùng chân. Và chúng ta cũng sẽ móc tất cả là 15 lần cho hết cái hàng thứ tư. Sau khi đã móc xong cái hàng móc thứ tư rồi, chúng ta móc một mũi dời để kết thúc. Tiếp tục hàng móc thứ năm, hai bính, ba kép vào ba chân, mỗi thứ nhất, mỗi thứ hai, mỗi thứ ba. Sau đó là hai kép cùng chân vào cái chân kế bên. Tiếp tục lần thứ hai, cũng là ba kép vào ba chân, mỗi thứ nhất, mỗi thứ hai, mỗi thứ ba. Tiếp tục là hai kép cùng chân. Các bạn móc tiếp lần thứ ba, ba kép vào ba chân, mỗi thứ nhất, thứ hai, mỗi thứ ba. Sau đó là hai kép cùng chân. Chúng ta cũng móc tất cả là 15 lần cho hết cái hàng thứ năm. Sau khi đã móc xong cái ô móc sau cùng của hàng thứ năm, các bạn móc một mũi dời để kết thúc cái hàng thứ năm. Tiếp tục ở hàng thứ sáu, hàng móc thứ sáu, chúng ta móc lên hai bính. Các bạn móc vô cái dây ở phía trong lần lượt 75 mũi móc kép, mỗi thứ nhất, mỗi thứ hai, mỗi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mỗi thứ bảy, thứ tám. Các bạn móc lần lượt đến mũi sau cùng, mũi thứ 75. Sau khi đã móc xong 75 mũi móc kép của cái hàng thứ sáu rồi, chúng ta cũng móc một mũi dời vô chỗ cái chân móc thứ hai để kết thúc hàng móc thứ sáu. Tiếp tục hàng móc thứ bảy, các bạn móc hai bính,
chúng ta sẽ móc một mũi ngoặt trước vào cái mũi kép kế bên. Sau đó là 4 kép vào 4 chân. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư. Chúng ta có được cái ô thứ nhất. Ô thứ hai cũng là một mũi ngoặt trước. 4 kép vào 4 chân. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Chúng ta có cái ô thứ hai. Ô thứ ba các bạn cũng sẽ móc một ngoặc trước. Sau đó là 4 kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta móc tất cả là 15 cái ô móc giống như vậy. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ bảy rồi, các bạn móc một mũi dời vào chỗ cái mũi móc xích thứ hai để kết thúc. Hàng thứ 8 cũng là hai bính, một ngoặc trước giống như hàng thứ bảy. Sau đó là 4 kép vào 4 chân. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mũi thứ tư. Ô thứ hai cũng là một ngoặc trước. Rồi đến 4 kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mũi thứ tư. Chúng ta móc tiếp cái ô thứ ba, một ngoặc trước. Rồi 4 kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mũi thứ tư. Các bạn móc lần lượt cho hết cái hàng thứ 8. Sau khi móc xong cái ô móc sau cùng của hàng thứ 8 rồi, chúng ta móc một mũi dời để kết thúc. Từ cái hàng thứ 9 đến hàng móc thứ 12, các bạn móc giống như hàng móc thứ 7 và thứ 8. Lúc này chúng ta đã móc xong được 12 cái hàng móc. Tiếp tục hàng móc thứ 13, các bạn sẽ dùng cái chỉ khác màu. Một bính, các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Chúng ta móc một đơn cùng chân với cái bính vừa móc. Mũi đơn thứ hai vô chân móc kế bên. Mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Mỗi đơn thứ bảy,
Mỗi thứ 8. Mỗi thứ 9. Mỗi thứ 10. 11. 12. Các bạn sẽ móc tất cả là 75 mũi móc đơn cho hết cái hàng thứ 13. Sau khi đã móc xong mũi móc đơn thứ 75 rồi, chúng ta móc một mũi dời vô chỗ cái mũi móc đơn đầu tiên. Nhưng ở đây, các bạn sẽ móc vô cái sợi dây ở phía trong mũi dời. Tiếp tục hàng thứ 14. Các bạn chỉ móc lên một bính thôi. Sau đó chúng ta móc một đơn cùng chân. Các bạn bỏ hai cái chân móc kế bên đi, móc vào cái chân móc thứ ba, nhưng lại là cái dây móc ở phía trong. 5 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn, và chúng ta cũng sẽ móc cái dây móc ở phía trong. Chúng ta có được cái hoa văn đầu tiên. Hoa văn thứ hai cũng giống như thế. Bỏ hai chân móc, chúng ta móc vào chân móc thứ ba 5 kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Các bạn bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân móc thứ ba một đơn. Các bạn móc cho hết cái hàng móc này cho mình. Sau khi móc xong 5 mũi móc kép cùng chân của cái ô móc sau cùng rồi, các bạn móc một mũi dời vô chỗ mũi móc đơn đầu tiên để kết thúc hàng thứ 14. Ở hàng móc thứ 15, các bạn sẽ móc vô cái dây móc phía trong. Các bạn móc một mũi dời. Sau đó, chúng ta móc lên 3 bính. Mũi kép đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Mũi thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Các bạn móc tất cả là 75 mũi móc kép. Sau khi đã móc xong 75 mũi móc kép rồi, chúng ta móc một mũi dời vô cái chân móc thứ ba để kết thúc hàng thứ 15. Tiếp tục hàng móc thứ 16 cũng là 3 bính. Sau đó là 75 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mũi thứ tư, thứ năm. Các bạn móc lần lượt đến mũi sau cùng, mũi thứ 75. Sau khi đã móc được 75 mũi kép rồi, các bạn móc một mũi dời để kết thúc hàng thứ 16. Hàng móc thứ 17 và 18, chúng ta sẽ móc giống y như hàng 16. Như thế là lúc này, chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 18. Hàng móc thứ 19, các bạn đổi cái chỉ màu vàng cho mình.
chúng ta móc cho mình một bính một đơn cùng chân. Sau đó chúng ta móc lên 4 bính. Các bạn bỏ cho mình chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, móc một đơn vào chân móc thứ năm. Tiếp tục 4 bính. Bỏ 4 chân móc kế bên. Móc một đơn vào chân thứ năm. 4 bính. Bỏ 4 chân móc kế bên. Móc một đơn vào chân thứ năm. Các bạn móc lần lượt cho đến cái dây móc sau cùng. Ở cái dây móc sau cùng, sau khi móc 4 bính rồi, chúng ta móc một mũi dời vô chỗ mũi móc đơn đầu tiên. Như thế là chúng ta đã móc xong hàng móc thứ 19. Hàng móc thứ 20, các bạn móc một bính mũi đơn cùng chân đầu tiên. Sau đó là hai đơn vào hai chân kế bên. Tiếp tục là hai bính. Chúng ta bỏ hai chân móc kế bên, móc vô cái chân móc đơn này một đơn, hai đơn vào hai chân tiếp theo. Tiếp tục hai bính. Mũi đơn thứ nhất chúng ta móc lên trên cái mũi móc đơn này, hai đơn vào hai cái chân kế bên. Các bạn sẽ móc lần lượt cho hết cái hàng móc này. Và để kết thúc cái hàng móc này, chúng ta móc 2 bính, 1 mũi dời để kết thúc hàng móc thứ 20. Hàng móc thứ 21, chúng ta móc 1 dời vô kế bên. Các bạn móc 5 kép, mũi thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ năm. Chúng ta móc một mũi dời vô cái chân móc thứ hai. Chúng ta có cái hoa văn thứ nhất. Tiếp tục hoa văn thứ hai cũng là 5 kép. Mũi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Một mũi dời vô chân thứ hai. Tiếp tục 5 kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Một mũi dời vô cái chân móc thứ hai. Các bạn móc cho hết cái hàng thứ 21 này. Sau khi đã móc xong 5 mũi kép sau cùng, các bạn móc 1 mũi dời để kết thúc. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Tiếp tục, các bạn sẽ móc đến cái dây đúc cái miệng túi. Ở đây, các bạn móc cho mình từ 70 đến 100 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư,
thứ năm, thứ sáu, bảy, tám, chín, mười. Chúng ta móc tất cả là 100 mũi móc xích. Sau khi đã móc xong 100 mũi móc xích rồi, các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Chúng ta sẽ luồn cái sợi dây này vô cái miệng túi. Chúng ta đã vừa có được cái dây đúc cái miệng túi rồi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái sợi dây đeo để cột ở phía trên. Các bạn có thể dùng cái ngọc trai giả để xỏ làm dây, hoặc là chúng ta móc một cái hàng móc, một cái sợi dây giống như cái phần cái dây đúc cũng được. Bạn tạo cho mình một cái vòng chỉ ma thuật. Ở cái hàng móc đầu tiên, các bạn móc cho mình hai bính. Sau đó, chúng ta móc 12 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, mũi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Mỗi kép thứ 10, 11, sau cùng là mũi thứ 12. Các bạn rút chặt cái sợi chỉ lại. Sau đó, chúng ta móc một mũi dời lên cái chỗ cái mũi móc xích thứ hai để kết thúc cái hàng móc này. Tiếp tục là hàng móc thứ hai. Trước tiên, các bạn cũng móc lên hai bính. Ở đây, các bạn móc hai kép cùng chân 12 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, hai kép cùng chân. Tiếp tục lần thứ ba, hai kép cùng chân. Lần thứ tư, chúng ta móc cho mình hai kép cùng chân. Lần thứ năm, cũng là hai kép cùng chân. Tiếp tục lần thứ sáu,
lần thứ bảy. Các bạn móc lần thứ 8, hai kép cùng chân. Lần thứ 9. Lần thứ 10. Lần thứ 11. Sau cùng, lần thứ 12 cũng là hai kép cùng chân. Sau đó, các bạn móc một mũi dời vào cái chân móc xích thứ hai để kết thúc cái hàng móc thứ hai này. Tiếp tục hàng móc thứ ba, trước hết cũng là hai bính. Các bạn móc một kép vô cái chân móc kế bên. Tiếp tục là hai kép cùng chân vào chân móc tiếp theo. Ở đây, các bạn móc cùng tất cả là 12 ô móc. Ô thứ hai, một kép. Sau đó là hai kép cùng chân vô kế bên. Ô móc thứ ba, một kép vô kế bên. Kế đến là hai kép cùng chân. Chúng ta móc tất cả là 12 lần cho hết hàng thứ ba. Sau khi đã móc xong hai kép cùng chân sau cùng của hàng thứ ba rồi, các bạn móc một mũi dời vào chỗ cái mũi móc xích thứ hai. Tiếp tục hàng móc thứ tư, trước hết cũng là hai bính. Sau đó là hai kép vào hai chân kế bên, mũi thứ nhất, mũi kép thứ hai. Kế đến là hai kép cùng chân vào chân móc tiếp theo. Chúng ta sẽ móc tất cả là 12 lần giống như vậy. Lần thứ hai, hai kép vào hai chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó là hai kép cùng chân vô cái chân kế bên. Các bạn móc tiếp lần thứ ba, hai kép vào hai, mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Chân móc tiếp theo là hai kép cùng chân. Các bạn móc lần lượt cho hết cái hàng thứ tư. Sau khi đã móc xong cái ô móc sau cùng của hàng thứ tư rồi, chúng ta móc một mũi dời vô chỗ cái mũi móc xích thứ hai để kết thúc hàng thứ tư. Ở hàng móc thứ 5, các bạn móc lên 1 bính, sau đó là 48 mũi móc đơn và 48 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi đơn thứ ba, thứ tư, thứ năm, mũi đơn thứ sáu, mũi đơn thứ bảy,
Các bạn móc lần lượt đến mũi đơn sau cùng, mũi thứ 48. Sau khi đã có được 48 mũi móc đơn của hàng thứ 5 rồi, các bạn móc một mũi dời vô chỗ cái mũi móc đơn đầu tiên để kết thúc hàng thứ 5. Ở hàng thứ 6, mình sẽ dùng cái chỉ khác màu để mình móc tiếp. Trước tiên, các bạn móc lên cho mình 3 bính. Chúng ta móc một mũi móc kép vô cái chân móc kế bên. Và ở đây, chúng ta xoay kim kéo chỉ 5 lần vô chỗ cái mũi móc kép này. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta kéo kim chừa 2 vòng chỉ cuối. Kéo thêm một lần nữa. Sau đó, các bạn móc một mũi móc kép vào cái chân móc thứ hai. Bỏ chân móc thứ nhất đi. Chúng ta móc một kép vô cái chân thứ hai. Chúng ta đã có được cái ô hoa văn đầu tiên. Ô hoa văn thứ hai, chúng ta xoay kim kéo chỉ lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta kéo kim chừa 2 vòng chỉ cuối, kéo thêm một lần nữa. Sau đó là một kép vô cái chân móc thứ hai. Chúng ta có cái ô thứ hai. Ô thứ ba cũng xoay kim kéo chỉ 5 lần. Một, hai, ba, bốn, năm. Kéo kim chừa 2 vòng chỉ cuối. Kéo thêm một lần nữa. Sau đó là một kép vô cái chân thứ hai, bỏ chân móc thứ nhất. Tương tự, các bạn móc cho hết cái hàng thứ sáu này. Sau khi đã móc xong cái ô móc sau cùng của hàng thứ sáu, các bạn móc một mũi dời vô cái chỗ cái mũi móc xích thứ ba này để kết thúc hàng thứ sáu. Ở hàng móc thứ 7, các bạn dùng cái sợi chỉ màu đỏ, chúng ta móc tiếp lên. Ở đây, chúng ta sẽ móc một bính, sau đó là 48 mũi móc đơn. Mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Các bạn móc đến mũi sau cùng, mũi thứ 48. Sau khi đã móc xong 48 mũi móc đơn rồi, chúng ta móc một mũi dời vào cái chỗ cái mũi móc đơn đầu tiên để kết thúc cái hàng thứ bảy. Tiếp tục hàng móc thứ 8, các bạn móc giống như hàng móc thứ 6. Chúng ta sẽ móc lên 3 bính. Một kép vô cái chân móc kế bên. Sau đó chúng ta xoay kim kéo chỉ 5 lần. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư,
thứ 5. Kéo kim giữa hai vòng chỉ cuối. Kéo thêm một lần nữa. Sau đó là một kép vô chân móc thứ 2. Tiếp tục xoay kim kéo chỉ 5 lần. Lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Kéo kim giữa hai vòng chỉ cuối. Kéo thêm một lần nữa. Sau đó là một kép vô cái chân thứ 2. Tiếp tục xoay kim kéo chỉ 5 lần. Kéo kim chừa hai vòng chỉ cuối. Kéo thêm một lần nữa. Sau đó là một kép vô cái chân thứ 2. Tương tự, các bạn cũng móc cho hết cái hàng thứ 8. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ 8 rồi, chúng ta móc một mũi dời để kết thúc. Tương tự, các bạn lặp lại hàng móc thứ 7 và thứ 8 cho mình. Lúc này chúng ta đã vừa có được cái phần cái thân túi. Các bạn móc tiếp cái phần cái miệng túi. Hàng móc đầu tiên, chúng ta móc lên 3 bính. Các bạn bỏ chân móc thứ nhất, chúng ta móc vào chân móc thứ hai một mũi nửa kép. Tiếp tục một bính. Bỏ chân móc thứ nhất, móc vào chân móc thứ hai một nửa kép. Một bính. Bỏ chân móc thứ nhất, móc một nửa kép vào chân thứ hai. Các bạn móc cho hết cái hàng móc đầu tiên này. Sau khi móc xong mũi nửa kép sau cùng của cái miệng túi rồi, chúng ta móc một bính, một mũi dời vào chân móc thứ hai để kết thúc cái hàng này. Tiếp tục là hàng móc thứ hai. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn vô cái dây kế bên. Kế đó là một nửa kép. Tiếp tục là một kép. Tiếp tục một kép. Một nửa kép. Rồi đến một đơn. Chúng ta có được cái cánh hoa đầu tiên của cái miệng túi. Cánh thứ hai, một đơn. Một nửa kép. Một kép. Tiếp tục, một kép. Một nửa kép. Một đơn. Cánh thứ ba cũng là một đơn, một nửa kép, một kép, rồi đến một kép, một nửa kép, rồi một đơn. Các bạn móc cho hết cái hàng móc thứ hai này. Sau khi móc xong cánh hoa sau cùng của cái miệng túi rồi, chúng ta móc một mũi dời vô cái cánh kế bên. Các bạn cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Tiếp tục, chúng ta móc đến cái dây đúc cái miệng túi. Các bạn móc cho mình 70 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta sẽ móc đến khi nào có cái sợi dây dài 70 mũi móc xích thì các bạn ngưng lại.
có cái dây vừa ý rồi, chúng ta cắt bỏ cái chỉ thơ đi. Các bạn sẽ luồn vô cái miệng túi. Lúc này chúng ta đã luồn được cái sợi dây đút cái miệng túi rồi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái sợi dây đeo chéo để chúng ta kết vô cái túi. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn tất.